Dạ vâng, tượng gỗ Nguyên Hồng chúng em một lần nữa xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bác đang theo dõi video này của bên em này. Ấy, hôm nay bên em đưa lên một tác phẩm cụ Đạt Ma. Cụ Đạt Ma khất thực đứng ở dưới một tán cây tùng. Vâng, dựa trên chất liệu bằng gỗ hương ta, bên em đã chế tác ra một tác phẩm nhìn rất là đẹp luôn, rất là độc đáo này. Tổng tác phẩm này có chiều cao là 1m03, chiều ngang 86 và chiều sâu là 56. Giá tác phẩm này chỉ là bao nhiêu ạ? 10.500.000. Bên em đã bao ship cho các bác rồi. Một tác phẩm rất là hết ý luôn ạ. Một cây tùng nhìn rất là cổ thụ này. Đây là một cây gốc cây gỗ hương, một cây gốc cây gỗ hương ta Gia Lai. Đấy, bên em đã để tự nhiên này, chế tác ra một cụ Đạt Ma đứng ở dưới một tán cây tùng, nhìn rất là hết ý, nhìn rất là tự nhiên, mang thiên nhiên hòa nhập vào trong gia đình nhà mình nhá. Đây là một tán tùng này, một tán tùng rất là dày tán này, những cái khe kẽ thì rất là tỉ mỉ này. Bên em làm từng cánh một rất là tỉ mỉ này, những cái đường vòng này, mấu mắt để làm rất là cẩn thận phải không ạ? Những cái tán tùng, lá tùng thì là làm hàng kỹ lưỡng bên em rồi, moi móc rất là kỹ lưỡng rồi. Đấy, em sẽ quay lại xuống này, cụ thần thái của cụ Đạt Ma này. Cụ Đạt Ma thì có một khuôn mặt cũng rất là thường thường thì sẽ là hung dữ này, hung tợn phải không ạ? Đấy, và gắn liền với cụ là cụ thì hay đi chân đất. Đấy, bên em đưa lên một cái tác phẩm cụ Đạt Ma đứng ở dưới gốc cây tùng. Cụ khất thực đang cầm một cái bát rất là to, ở trên vai của cụ thì vác một cái gậy, đây là gậy như ý của cụ. Đấy, cụ thì hay đứng ở dưới gốc cây tùng, có ý nghĩa là trấn trạch trừ tà này. Đấy, xua đi cái tà khí, xua đi cái hư khí để mang lại đón lại cái vượng khí về cho gia đình nhà mình. Đấy, đặc biệt nhà bác nào mà thấy cảm thấy đi ra ngoài đường mà thấy ở nhà mình cứ bất an, lo lắng bồi hồi thì mình cũng nên sở hữu một cái tác phẩm như thế này về, Đạt Ma đứng dưới cây tùng về, để có ý nghĩa trấn trạch trừ tà cho gia đình nhà mình nhá. Tổng chiều cao của tác phẩm này là 1m03 này, chiều ngang 86 và chiều sâu là 56. Giá tác phẩm này chỉ là 10.500.000 thôi, bên em đã bao ship rồi. Đấy, vẫn là bao ship cho các bác nhá. Đấy, em lại quay sát lại thần thái của cụ này, những cái chi tiết nhỏ như là mắt mũi này, rồi miệng này. Đấy, đặc biệt là cái bộ râu của cụ bên em làm là rất là đẹp. Đấy, bộ râu thì rất là bồng bềnh này. Đấy, nhìn các cái đường cong thì rất là đẹp rồi. Đấy, một cái bộ dạng của cụ thì trông rất là đẹp. Đấy, cái tà áo của cụ thì đang đứng trước gió rất là mềm mại này. Đấy, đang tung bay trước gió, những cái nếp gấp của các cái miếng vải vào nhau thành tạo thành những cái làn sóng, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, một tác phẩm này bên em làm rất là kỹ lưỡng, ví dụ như là từng cái bàn chân, ngón chân của cụ. Đấy, bên em làm rất là chân thành luôn, rất là chân thật. Đấy, bởi vì cụ thì hay đi chân đất, hình ảnh gắn liền với cụ là cụ hay đi chân đất phải không ạ? Đấy, em lại đưa lên tác phẩm này. Đây, cụ bên này, bàn tay của cụ này thì đang vác một cái cây gậy như ý của cụ này. Đấy, một tay tay thì mình đang cụ thì đang cầm một cái bát bằng vàng. Đấy, một tác phẩm này rất là hết ý luôn, phôi gỗ.